đất này nó mục lắm rồi nè, nó mục mà nó tơi xốp luôn, mà nó xẹp xuống còn có một nửa thùng. Cái mùa đông á là trong mấy cái thùng mà phi lớn như vậy nè thì Dương sẽ đổ rác nhà bếp vô và để cho nó hoai mục. Ở trong mùa đông á nó hoai mục rất là lẹ luôn, tại vì khi mà trời đông đá đó là những cái rác thải đó nó nhún ra và nó mềm ra, và khi nó mềm ra rồi á là nó mục rất là nhanh luôn. Thì Dương xin chào tất cả các bà cô chú. Hôm nay thì Dương tiếp tục lại ra vườn. Thì Dương đưa những cái rác thải nhà bếp này, nó xài xong rồi á thì Dương đưa sẽ chôn vô cái thùng này, là cái thùng mà thì Dương trồng củ từ. Thì Dương có đào cái củ từ lên rồi đó. Bây giờ thì Dương sẽ lấy cái bịch rác mà trong nhà bếp á, thì Dương sẽ bỏ vô trong cái thùng này. Và thì Dương sẽ chôn nó xuống để cho nó hoai mục đi. Khi nó hoai mục rồi á thì Dương sẽ đem thì Dương trồng củ từ lên trên. Thì đây là cái thùng mà thì Dương cũng đã chôn cái rác thải nhà bếp xuống đây rồi nè. Cái này là mới thả xuống tuần trước à. Cho nên là mấy cái giấy napkin đồ nó chưa có mục. Nhưng giờ tiếp tục thì Dương lại đổ nó vô ha. Trong này có đủ thứ trong này luôn, bỏ cam, bỏ quýt, rồi bỏ su su, rồi giấy napkin, bỏ chuối. Thì Dương đổ vô đây như vậy đó, rồi bã cà phê nè. Đó thì Dương có uống cà phê đó. Xong rồi cái bã cà phê thì Dương bỏ vô đây luôn. Đó, bỏ vô rồi á mình lấp cái đất lại, lấp đất lại xong rồi nếu mà mình có mấy con chuồn chuồn quế hay là chuồn đất gì đó mình bắt mình bỏ vô đây cũng được, hoặc là nó tự động nó từ dưới đất á nó cũng có thể chui vô đây, tại vì trong cái thùng này á thì Dương có bực lỗ thì nó cũng có thể khi mà nó có đồ ăn á là nó có thể tự chui vô đây mà nó ăn những cái đồ ăn này á, thì cái này nó mục rất là lẹ luôn. Và khi mình chôn như vậy á là tới chừng một tuần hai tuần nữa là thì Dương sẽ trồng củ từ vô lại cái thùng này. Đó, cái thùng này là thì Dương để trồng củ từ thôi. Và đây là những cái thùng mà thì Dương để ở trong cái vườn mà ngay chỗ những cái chuồng gà là thì Dương bỏ rác thải nhà bếp vô đó. Đó này là để qua mùa đông luôn á. Nhưng mà có những rác thải nó chưa có mục ha. Thì Dương đưa lại cho tất cả ông bà cô chú xem nè. Đó, nước mưa nó chạy vô đây á. Khi mà Thì Dương không có coi á là nước mưa nó ngấm vô đây quá trời luôn. Rồi mấy con chuồn á Thì Dương nuôi trong này nè, nó không có chịu nước, cho nên nó là nó leo lên trên cái bịch nhựa đó quá trời luôn. Rồi có những con nó chết trong đó. Còn cái thùng này á là cái thùng mà Thì Dương mới đổ rác thải nhà bếp vô nè, cho nên là nó chưa có kịp mục. Thì Dương có những tờ báo đó Thì Dương dục vô đây chung với lại những rác thải nhà bếp. Xong rồi thì Dương sẽ lấp một lớp đất đưa lên trên ha. Còn đằng này á là còn cái thùng này á là cái thùng mà thì Dương đã làm trước đó rồi. Mở ra coi nó cũng chưa có chưa có mục nè. Đó, đây là cái thùng mà thì Dương làm trước đó. Hồi đầu á là khi mà mới bỏ nó cũng đầy giống như cái thùng kia kìa. À, nó mục nó xẹp xuống còn có nửa thùng à. Khi mà như vậy thì lâu mấy cái này đổ nó lên, nhưng mà như mùa đông vừa rồi thì Dương làm biến á, tại trời lạnh quá mà trời mưa ướt ép nữa, nên là thì Dương làm biến không có ra đảo, nhưng mà nó cũng mục ha, nó cũng mục từ từ rồi, nó cũng sẹp dần rồi, cái này là nó hơi bị khô, nếu mà nó khô quá thì mình cho một ít nước vô ha, nếu mà nó không khô thì thôi. Nhưng mà đừng có để ướt quá nó cũng hôi thối ha. Rồi,
trở lại cái thùng này. Thì cái thùng này như vậy á là chị Dung mới bỏ rác nhà bếp vô nữa nè. Và thì Dung chưa có bỏ đổ lên một lớp lớp đồ ăn trên này quá trời luôn. Thì có một lớp rác thải. Nhưng mà một lớp đồ ăn trên này quá trời luôn. Thì có một lớp rác thải. Nhưng mà rồi thì Dung có mua một cái loại này bỏ vô trong cái thùng compost này nè, mình rải nó vô, nó sẽ làm cho bớt hôi ha. Này mua trên Amazon á, thì Dung mua bịch to là tại vì thì Dung có làm nhiều cái thùng này á, nên là thì Dung mua cái bịch lớn, nó cũng có bán bịch nhỏ ha. Đó, cứ mỗi khi mà thì Dung bỏ ra một lớp thải, cái lớp giấy, lớp đồ ăn nhà bếp nó dục á, thì Dung sẽ rải một lớp như vậy. Cái này nó hơi khô cho nên thì Dung sẽ lấy một ít nước thì Dung đổ lên trên. Không đó là sẽ lấy mấy cái giấy này nhúng nước đi cho nó nhúng cái nước đi cho nó ướt xong rồi mình mới dục nó vô đây, mới đổ vô. Cho nên cái giấy này là cái giấy báo mà thì Dung ủ mấy trái su su á qua mùa đông á cho nó khỏi hư trái su su á, cho nên là nó khô như vậy nè. Nó bây giờ thì Dung sẽ bên này thì Dung có một cái thùng nước bên này nè, dục nó vô đây. Nó ướt đi. Nó ướt rồi á, mình sẽ vớt bỏ qua lại đây. Tại vì cái tầm áo này nó khô quá. Nếu mà nó khô như vậy á, nó lâu mục lắm, nó không có mục. Còn nếu như mà mình không có muốn nhúng nước á, thì mình có thể bỏ lên một lớp đất. Tưới nước lên, tưới sơ sơ nước lên để cho nó ẩm. Tưới sơ sơ lên đây cho nó thấm cái nước vô đó, cho nó ngấm xuống dưới ha. Xong rồi mình lấy một lớp đất mình bỏ lên trên, mình lấp nó lại để cho nó khỏi hôi. Rồi, mình sẽ cho thêm một cái loại nấm này nữa ha. Đó, cho thêm cái nấm đó. Đó là cái loại này nè, thì Dung mua trên Amazon nè. Nó như vậy nè. Đó, cái loại này nó làm cho những cái đồ ăn rác thải nhà bếp nó mau mục. Mà nó bớt hôi, nó không có hôi. Thì Dung đại nó vô như vậy. Và bây giờ thì Dung sẽ xúc đất. Đất ở trong vườn thì Dung nè, đó. Đó là ngay trong chuồng gà. Chỗ này là cái chỗ chuồng gà cho nên thì Dung sẽ xúc đất này. Nó cái vì ở trong cái đất này nè thì Dung nuôi gà đó, nó cũng có cái phân gà rồi nó cũng có những cái con vi khuẩn, nó ở trong đất đó, bỏ vô trong này nè, nó sẽ ăn những cái rác thải nhà bếp này nè, nó làm cho hoai mục rất là lẹ luôn. Mà thường thường đó là thì Dung để làm rác thải trong này nè, thì nếu mà mình xài trong vòng một năm thì nhiều khi nó không có mục kịp, tại vì ở bên này nó lạnh quá. Cho nên thì Dung để 2 năm thì Dung lấy ra thì Dung xài. Dung làm như vậy xong rồi 2 năm sau thì Dung lấy ra thì Dung xài. Tại vì thì Dung làm nhiều thùng á, để thật là hoai mục á, lấy ra xài thì nó tốt hơn. Đó là cái cách thì Dung ủ rác thải nhà bếp trong mùa đông ha. Để dành nó là mai mốt mình có compost, là phân hữu cơ, để mình trồng rau, làm vườn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đậy nó lại để cho nước mưa nó khỏi vô đây. Đó, cái bịch này nó đậy lại. Xong nếu mà không có cái nắp thùng ấy thì mình lấy cái gì á mình đậy lên cũng được. Mình đậy lên dần để cho nó khỏi nước mưa khỏi vô.
Còn cái này á thì dưng nguyên cái này á là nước mưa vô quá trời luôn, nhưng mà không sao hết, mình có thể lấy cái nước này nè, mình tưới vô vườn cũng được, không có sao hết nha. Mình sẽ lấy đây phần này đã mục, phần này lắm mục nhiều lắm rồi, trong này nó có mấy con trùng á. Thì dưng lấy này ra rồi thì dưng sẽ cho tất cả các bà cô chú xem. Bây giờ thì dưng sẽ cho mới lên cho các bà cô chú xem á là trong này nó có nhiều trùng lắm mà, nó mục rồi đó. Mấy cái đất nó tơi xốp đúng không? Wow, mình chiếu gần cho tất cả các mặt của chú đất này nó mục lắm rồi nè, nó mục mà nó tơi xốp luôn, mà nó xẹp xuống còn có một nửa thùng. Cái này là nó tơi xốp mà nó ẩm ướt như vậy nè, mấy con trùng nó rất là thích luôn. Tơi xốp, cũng có thứ nó rồi, chỗ này có bao tay, cũng có thứ nó mục rồi, có thứ nó chưa mục. Cái này là cái hột xoài nè, hột xoài á, ăn xong bỏ vô đây, cái hột xoài này nó lâu mục hơn cho nên là nó vẫn còn ha. Còn những cái thứ khác á là nó đã mục hết rồi. Cái này á là chị Dương có thể lấy ra để rải vô vườn năm nay rồi nè. Đó, trước khi trồng xuống là thì Dương sẽ lấy cái compost này thì Dương rải lên trên cái vườn của thì Dương. Đây là những cái con trùng quế nó ở trong cái thùng rác thải này. Nó lúc nãy nước nó nhiều quá cho nên là nó bò lên, nó không có chịu nước đó, cho nên là nó bò lên ha. Ở dưới này có trùng á cho nên là nó ăn mấy cái rác thải này, nó làm cho cái này nó mục, cái rác thải này nó mục rất là nhanh luôn. Thì Dương sẽ bắt những con trùng này, bắt một ít để bỏ qua cái thùng mới đó, bắt một ít ha, bỏ qua cái thùng thì Dương mới đổ đất vô nè. Đó, Dương mới vô đây chừng vài con vậy thôi, là mấy bữa là nó đẻ ra nhiều lắm. Cái thùng này nó hoai mục rồi, giờ thì Dương sẽ xúc ra, thì Dương bỏ ra trong ngoài này. Đó, xúc nó ra như vậy, biết sao không, thì Dương xúc nó ra như vậy á là thì Dương để cho mấy con gà con vịt con ngỗng đồ á, nó tới nó ăn mấy cái con trùng quế mà thì Dương nuôi trong này nè, cho nó ăn mấy con đó, hoặc là những cái con sâu con bọ gì mà nó có thể làm hại cho cây á, nhất là những cái con mà nó gọi là gì, whiggle gì đó, có những cái con đó, với lại những con tiêu á, nó có thể nằm trong này nè, và khi mình bón vào trong cái vườn của mình á là nó sẽ làm cho những cái rau của mình nó ăn hết những cái đọt non, những cái cây non mình mới trồng ra á, nó sẽ ăn hết những cái cây non đó, cho nên là muốn cho gà vịt nó bới nó ăn hết những cái con trùng nó trong này luôn, cho nó bới nó ăn đi. Thì có những con bọ đó nó không có cắn hư những cái cây mà mình mới trồng xuống nè, những cây non mình mới trồng xuống á. Đó. Đó thì cứ xúc nó ra như vậy. Như vậy ha. Như vậy là gà nó tới, tiếng nó tới nó bới. Nó thích lắm, nó thích bới mấy này lắm. Tại vì trong này á có trùng này, trùng rất là nhiều luôn. Mà gà vịt á nó rất là thích ăn những cái con này. Cho nên là nó những cái con trùng này á rất là tốt. Nó ăn cái trứng của gà vịt á. Nó cũng là organic luôn. Rất là béo luôn. Coi nó cứng vậy chứ bỏ ra nó cũng mau mục lắm, thấy không? Mềm quá bóp mà nó ra luôn chứ bình thường á là mình bóp thì nó không có ra đâu. Còn này nó bóp nó cũng mục rồi, nó cũng bóp nó giòn luôn rồi. Những cái rác thải rau củ quả thì nó mục hết rồi. Nhưng mà chỉ có vỏ cua, vỏ sò thì nó lâu mục hơn chút. Nhưng mà không sao hết á, mình mấy cái vỏ đó mình cứ đem mình bón vào trong vườn của mình không sao hết á. Xài tới thì mình đậy lại nha, đậy lại để cho nước mưa khỏi vô đây.
trong này thì Dung lấy miếng gỗ này đó, thì Dung lấy miếng gỗ này thì Dung trùm cái bao nó lại để thì Dung đậy lên trên này này cho nó khỏi ướt, nhưng mà nó cũng thấm vô rồi ha, nên trùm nó ướt quá nó chui vô đây nó ở rồi nên trùm nó ướt quá là nó chịu không nổi nó chui đây nó ở, bắt xuống dục xuống đây cho mấy con gà vịt nó tới nó ăn. Wow, mấy gà vịt nó tới quá trời luôn, nó khoái quá, nó tới quá trời luôn nè. Nhưng chiếu mấy con gà nó tới nó ăn cho tất cả con vật của chú xem nè. Đó, mấy em gà em vịt thấy thì Dương bỏ đó là nó tới liền rồi. Đó, mấy vịt đó nó khoái lắm, nó vô đây là nó tìm mấy con trùng nó ăn đó, nó nhặt lẹ chưa, thích ăn lắm, kiếm mấy con trùng đó, nó bới nó ăn. Thấy không, những cái vỏ trứng á, những cái vỏ trứng hoặc là vỏ sò vỏ cua đó mà thì Dương bỏ trong này nè, mà mấy con gà mà nó thiếu chất calcium á nó cũng mổ nó ăn ha. Khi nó mổ nó ăn mấy cái vỏ trứng đó hoặc là cái vỏ sò đó đó, nó cũng tốt cho trứng luôn, nó làm cho cái vỏ trứng của mấy gà mấy vịt á nó cứng, nó không có bị mềm đó. Thì Dương nuôi gà nuôi vịt là toàn là organic luôn. Này mấy ngỗng trời này, ngỗng trời của thì Dương này nuôi năm này sắp sửa mùa hè là mùa hè năm thứ hai rồi mà sao ngỗng trời á hình như nó không có thấy nó đẻ. Dương nuôi năm thứ hai rồi mà không thấy nó đẻ, để coi năm nay nó có đẻ không. Nếu nó đẻ thì Dương cho cả nhà xem cái trứng như thế nào nha. Đó, giờ chị cho cả nhà thấy miếng gà nó khoái ăn vậy thôi. Đó là cái cách mà thì Dương ủ rác thải nhà bếp trong mùa đông, để tới mùa xuân đó là thì Dương có để thì Dương bón vào trong vườn của thì Dương á. Rồi thôi thì Dương tạm dừng cái video ngay tại đây nha. Thì Dương ta cảm ơn tất cả các ông bà cô chú đã luôn ủng hộ video của Thùy Dương. Thùy Dương chúc tất cả các ông bà cô chú có những ngày trồng cây thiệt là tốt nha. Rồi Thùy Dương cảm ơn, Thùy Dương bye bye.